chào quý vị, Hồng Dao rất hân hạnh được đồng hành gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của Báo Người Lao Động. Ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Cực nóng, liệu có gì thay đổi khi tòa xem xét kháng cáo bản án tử hình của bà Trương Mỹ Lan? Sáng ngày 4 tháng 11, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh mở phiên xét xử phúc thẩm đại án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 1. Phiên tòa dự kiến kéo dài đến ngày 25 tháng 11. Xem xét kháng cáo của 48 trên 86 bị cáo. Đáng chú ý, bị cáo Trương Mỹ Lan, cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã nộp đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm. Trước đó, bà Lan bị tuyên án tử hình về các tội tham ô tài sản, đưa hối lộ, vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Các bị cáo còn lại kháng cáo với mong muốn được giảm nhẹ hình phạt. Trong đó có bị cáo Đỗ Thị Nhàn, cựu Cục trưởng Cục Thanh tra Giám sát Ngân hàng 2, Ngân hàng Nhà nước, người bị kết án chung thân về tội nhận hối lộ sau khi nhận 5,2 triệu đô la Mỹ từ bà Lan để che giấu tình trạng tài chính yếu kém và các sai phạm nghiêm trọng trong cấp tín dụng của SCB, giúp ngân hàng này tiếp tục tái cơ cấu và huy động vốn từ các tổ chức, cá nhân. Tại bản án sơ thẩm, bị cáo Nguyễn Cao Trí, cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Văn Lan, bị tuyên án 8 năm tù về tội lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và yêu cầu thu hồi 1.000 tỷ đồng cho bà Lan. Các cựu lãnh đạo SCB gồm Bùi Anh Dũng, Tạ Chiêu Trung, Võ Tống Hoàng Văn, Trương Khánh Hoàng, Trần Thị Mỹ Dung, Hồ Bửu Phương, Nguyễn Phương Anh, cùng với người thân của bà Lan là ông Chu Lập Cơ, chồng bà Lan và Trương Huệ Vân, cháu gái bà Lan, cũng đều xin giảm nhẹ án. Bên cạnh đó, các bên có quyền lợi liên quan như SCB, Công ty Quốc cường Gia Lai, Công ty TNH Hạ Long và Công ty Âu Lạc Quảng Ninh cũng kháng cáo bản án sơ thẩm của Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Xét xử phúc thẩm vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 1, đảm bảo tâm phục, khẩu phục. Sau khi Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tuyên án sơ thẩm, từ nơi giam giữ, bà Trương Mỹ Lan nộp đơn kháng cáo toàn bộ bản án. Phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan và đồng phạm dự kiến kéo dài 21 ngày, từ đó đưa ra phán quyết đảm bảo tâm phục khẩu phục bởi công tâm, đúng người, đúng tội. Đại án này được Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chia thành hai giai đoạn xét xử. Tại bản án sơ thẩm giai đoạn 1 được tuyên hồi tháng 4 năm nay, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhận định bị cáo Trương Mỹ Lan là chủ tập đoàn Vạn Thịnh Phát và nhiều công ty khác hoạt động trong mô hình tập đoàn, trong đó Vạn Thịnh Phát giữ vai trò trung tâm kiểm soát. Trước khi hợp nhất Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB, bà Lan đã gián tiếp sở hữu cổ phần tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Tín Nghĩa và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn cũ. Bà đã dùng các cổ phần này làm tài sản thế chấp để vay vốn cho nhiều dự án bất động sản như Times Square và Windsor Plaza. Sau khi các ngân hàng trên gặp vấn đề về thanh khoản, bà Lan mua lại cổ phần và đưa nhân viên vào các vị trí quan trọng, thúc đẩy hợp nhất ba ngân hàng, Đệ Nhất, Sài Gòn và Việt Nam Tín Nghĩa thành SCB. Kế hoạch hợp nhất được Ngân hàng Nhà nước phê duyệt và có hiệu lực từ năm 2012. Trong quá trình tái cơ cấu SCB, Ngân hàng Nhà nước thiết lập đề án với lộ trình cụ thể và giám sát chặt chẽ, đồng thời cung cấp khoản tái cấp vốn 19.750 tỷ đồng để hỗ trợ thanh khoản. Tuy nhiên, khi chiếm lĩnh SCB, bà Lan bố trí nhân sự thân cận vào các vị trí quản lý, đảm bảo họ tuân thủ chỉ đạo của mình. Giai đoạn 2012-2022, bà Trương Mỹ Lan cùng cộng sự đã rút tiền từ SCB thông qua hồ sơ vay vốn khống, vi phạm đề án tái cơ cấu. SCB đã giải ngân 1.066.608 tỷ đồng qua 2.527 khoản vay liên quan đến bà Lan. Đến năm 2022, 93% khoản vay này không có khả năng thu hồi và được xếp vào nhóm nợ xấu. Theo bản án, dòng tiền từ 1.283 khoản vay, tương đương với 525.480 tỷ đồng, được dùng để trả nợ cũ tại SCB là 57.029 tỷ đồng, chuyển ra ngoài SCB là 381.303 tỷ đồng, chuyển nội bộ là 5.275 tỷ đồng và rút tiền mặt là 81.873 tỷ đồng. Hội đồng xét xử bác bỏ nhiều lý lẽ bào chữa của các bị cáo, không chấp nhận quan điểm từ luật sư, cho rằng việc xử lý hai tội danh theo hai giai đoạn là bất lợi cho các bị cáo và không phù hợp với quy định của pháp luật. Dẫn nhiều căn cứ, hội đồng xét xử nhận định việc phân định xử lý hai giai đoạn là cần thiết để xác định rõ trách nhiệm và thiệt hại tài chính do các hành vi này gây ra cho SCB.
Việc này không chỉ đảm bảo tính công bằng mà còn thể hiện sự nghiêm minh trong áp dụng pháp luật đối với các hành vi vi phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực ngân hàng. Hội đồng xét xử nhận định đây là vụ án mang tính tổ chức, có phân công nhiệm vụ. Trong đó, bà Lan giữ vai trò chủ mưu, đưa ra chỉ đạo, chủ trương cho đồng phạm thực hiện. Từ đó, tòa tuyên phạt bị cáo Trương Mỹ Lan tử hình về tội tham ô tài sản, 20 năm tù về tội đưa hối lộ, 20 năm tù về tội vi phạm các quy định trong hoạt động cho vay của các tổ chức tín dụng. 85 bị cáo khác lãnh những mức án tương xứng với hành vi phạm pháp. Sau khi Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tuyên án sơ thẩm, từ nơi giam giữ, bà Trương Mỹ Lan nộp đơn kháng cáo toàn bộ bản án. Trong hơn 5 trang viết tay, cựu chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát bày tỏ sự đau đớn, tiếc nuối và cho rằng bản án tử hình là quá nặng nề với bản thân. Mở đầu đơn kháng cáo, bà Lan cho biết luôn coi Việt Nam là quê hương và đã cống hiến cuộc đời mình vì sự phát triển. Bản án sơ thẩm tuyên tử hình đối với một người phụ nữ như tôi là quá nặng nề và nghiêm khắc. Tôi đã hy sinh cả cuộc đời, mang hết tâm huyết và niềm đam mê dành cho sự phát triển của đất nước Việt Nam quá sâu đậm, quên cả chính mình và gia đình, bà viết. Bà Lan tiếp tục nêu quá trình xây dựng tập đoàn Vạn Thịnh Phát với mục tiêu phát triển những công trình có thể sánh vai cùng thế giới. Bà cho biết bản thân và gia đình đóng góp không ít cho cộng đồng qua hoạt động từ thiện và hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19 như xây bệnh viện dã chiến, tài trợ hàng triệu liều vaccine, xây dựng bệnh viện An Bình tặng Thành phố Hồ Chí Minh. Kể thêm về việc hỗ trợ SCB theo lời kêu gọi của Ngân hàng Nhà nước để ổn định hệ thống tài chính quốc gia, bà Lan mong tòa án xem xét khách quan hơn trách nhiệm cá nhân và gia đình mình trong vụ án. Những dòng cuối, bà Lan bày tỏ sự day dứt về hoàn cảnh của mình và hy vọng nhận được sự khoan hồng của pháp luật cũng như sự nhân đạo từ đảng và nhà nước. Tại phiên tòa phúc thẩm lần này, thời gian xét xử dự kiến kéo dài 21 ngày. Chiều 11 tháng 4, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên án bị cáo Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát cùng 85 bị cáo với nhiều tội danh khác nhau. Theo đó, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Trương Mỹ Lan mức án tử hình cho 3 tội danh, vi phạm các quy định trong hoạt động cho vay, tham ô tài sản và đưa hối lộ. Bị cáo Đinh Văn Thành, cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng SCB, tù chung thân về 2 tội, vi phạm các quy định trong hoạt động cho vay, tham ô tài sản. Bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn, cựu Tổng Giám đốc SCB, tù chung thân 2 tội, tham ô tài sản, vi phạm các quy định trong hoạt động cho vay. Bị cáo Trương Khánh Hoàng, cựu quyền Tổng Giám đốc SCB, 18 năm tù tội tham ô tài sản. Hội đồng xét xử xem xét việc gây thiệt hại hơn 498.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, SCB được xác định thiệt hại 677.286 tỷ đồng. Bản chất việc số tiền thiệt hại là do bị cáo Trương Mỹ Lan chiếm đoạt để sử dụng mục đích cá nhân. Các bị cáo còn lại chỉ làm công ăn lương. Hội đồng xét xử có đủ cơ sở xác định cần buộc Trương Mỹ Lan bồi thường thiệt hại 1.284 hợp đồng vay. Bị cáo Lan đã chiếm đoạt của SCB là 677.286 tỷ đồng. Đối với những tài sản thuộc sở hữu của bị cáo Trương Mỹ Lan nhưng nhờ người khác đứng tên để thu hồi triệt để khắc phục thiệt hại, đề nghị giao SCB xử lý, sau khi cấn trừ sẽ giao cơ quan chức năng để tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật. Đối với biệt thự trên đường Võ Văn Tần, quận 3, phía bị cáo Trương Mỹ Lan yêu cầu hủy bỏ kê biên do số tài sản này là của cổ đông chứ không phải của bị cáo Lan. Tuy nhiên, hội đồng xét xử nhận định đủ cơ sở xác định là tài sản của bị cáo Lan. Bị cáo Lan đã sử dụng tiền của SCB để đầu tư nhiều dự án. Hội đồng xét xử đề nghị Bộ Công an và Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao tiếp tục xác minh khi giải quyết giai đoạn 2 của vụ án. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.